Nhà hát tuổi trẻ ra mắt vở kịch Hedda Gabler. Tối ngày 29 tháng 9, tại Hà Nội, nhà hát tuổi trẻ đã tổ chức công diễn ra mắt vở kịch Hedda Gabler, tác phẩm được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Henrik Ibsen, nhà soạn kịch, người Na Uy. Một trong những nhà viết kịch có sức ảnh hưởng lớn với những tác phẩm được trình diễn nhiều và lâu dài nhất trên thế giới trong hơn một thế kỷ qua. Henrik Ibsen còn được coi là cha đẻ của kịch hiện thực và là một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa hiện đại của sân khấu kịch. Vở diễn là kết quả hợp tác giữa Nhà hát tuổi trẻ và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Vở kịch Hedda Gabler do đạo diễn Nhật Bản Tsuyoshi Sugiyama dàn dựng, nội dung vở diễn kể về Hedda Gabler, nhân vật chính của câu chuyện, kết hôn với một học giả tên là Gia Zizentesman. Sau khi kết hôn, Hedda đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt, không giống như cô mong muốn. Cô luôn muốn vượt qua nó với những vấn đề không dễ dàng giải quyết và cô rơi vào bế tắc. Có thể thấy, sự hút xuyên thời gian của Hedda Gabler được thể hiện ở những giá trị chân chính, mẫu mực có thể tìm thấy trong bất kỳ thời đại nào, đó là sự yêu thương, sự trăn trở, sự cay đắng và cả sự trống rỗng trong tâm hồn con người vào những thời điểm cam go trong đời sống hôn nhân. Dù chuyện kịch chỉ xoay quanh đề tài về hôn nhân, gia đình, nhưng Hedda Gabler đã làm sáng tỏ những vấn đề chung của phụ nữ trong một xã hội do nam giới xây dựng. Vì vậy, Hedda Gabler trở thành một vở kịch xuất sắc lay động trái tim khán giả nhiều thập niên, các nhà hát danh tiếng trên thế giới đều muốn dàn dựng vở diễn này. Vở diễn có sự tham gia của các diễn viên tài năng của nhà hát tuổi trẻ với hai kíp diễn như Lương Thu Trang, Hương Thủy, Thành Sơn, Thu Quỳnh, Chí Huy, Duy Anh, Lệ Quyên, Anh Thơ, Anh Tú, Mạnh Đạt, Thành Tú và được đầu tư một cách bài bản từ thiết kế mỹ thuật sân khấu, phục trang, âm nhạc, ánh sáng. Khán giả nước ngoài có thể hiểu được nội dung vở kịch qua phần phụ đề tiếng Anh đã được biên tập kỹ lưỡng. Nói về vở diễn, đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama, một người Nhật Bản nhiều kinh nghiệm và trăn trở đã dành tâm huyết của mình cho nàng Hedda chia sẻ. Chúng ta ai cũng một lần trong đời từng ở trong tình trạng hay tâm trạng như rơi xuống vực sâu. Và đó không phải là một nơi có thể dễ dàng thoát ra mà chỉ khiến cho ta thấy ngột ngạt, chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, bức bối, giống như bị hút vào bởi lực hút của hố đen vũ trụ. Các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện này đều là những con người bị rơi xuống vực thẳm bởi muôn vàn lý do. Có những người thỏa hiệp một cách vô thức và khi nhận ra thì đã thấy mình nằm dưới đáy vực, cũng có những người bị đẩy xuống bởi những định kiến của người đời và xã hội. Tuy nhiên, bằng những khát khao mãnh liệt kiên định với phẩm giá và tự tôn của mình, các nhân vật trong câu chuyện đã mạnh mẽ chiến đấu, dũng cảm đối đầu với số phận, nỗ lực để thoát khỏi vực thẳm, để được là chính mình, sống như mình mong muốn. Đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama mong rằng tác phẩm này sẽ là cơ hội để khán giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ trong khoảng từ 20 đến 30 tuổi gặp gỡ được, với những điều mới mẻ ngỡ như đã từng ngủ vùi từ sâu thẳm bên trong mình.